guys, welcome all of you to my first videos of Everyday English. And I hope this video will be helpful for all of you in learning English. Okay, chào các em. Hôm nay cô sẽ cùng với các em bắt đầu một cái chuỗi video bài giảng. Cô sẽ cung cấp, chia sẻ với các em các cái kiến thức về tiếng Anh, có thể là về phần ngữ pháp này, phần phát âm này, đúng không? Pronunciation, từ vựng, có thể là cách học từ vựng hoặc là các cái cụm từ, vân vân. Tất cả những cái kiến thức mà về thuộc về phần tiếng Anh mà cô muốn chia sẻ với các em, để các em có thể là học dựa vào đấy, đưa ra cái lộ trình học tập cho mình, hoặc là bổ sung cái kiến thức cho mình để chắc hơn. Ok, và cái số đầu tiên của cô hôm nay, cô sẽ hướng dẫn lại cho các em nhé. Về thì hiện tại đơn của cô đấy là Simple Present Tense, thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn thì chắc chắn là các bạn đã được tiếp cận và đã được học rất là nhiều rồi. Ví dụ như là các bạn lớp 4 lên 5, hoặc là các anh chị cấp 2 thì cô không nói nữa nhá. Các bạn 4 lên 5 hoặc các bạn bây giờ mới lớp 3 lên lớp 4, có thể là các em đã được học rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay cô vẫn muốn là làm ra cái video này, cô hướng dẫn lại các em cái cách học về cái thì này. Tại vì trong cái quá trình giảng dạy của cô thì mặc dù là khi hỏi đến thì hiện tại đơn các em đã biết rồi, đúng không? Nhưng mà khi làm bài tập thì đang mắc phải rất là nhiều lỗi. Ok, thì cô hy vọng là cái bài học hôm nay của cô sẽ giúp ích cho các em nắm chắc lại cái thì hiện tại đơn nhá. Rồi trước khi mà mình tìm hiểu cái thì hiện tại đơn của cô thì các em chú ý cho cô là mình sẽ nhớ những cái nguyên tắc cho cô, những cái kiến thức gọi là cơ bản khi mà các em học tiếng Anh cho cô nhé. Đầu tiên nào, trước khi học một cái thì nào đấy, đúng không, thì các em phải biết được cái dạng động từ của thì đó, được chưa nhở? Và nhớ cho cô là mình chỉ cần nhớ dạng của động từ thôi và mình ghép vào cái cấu trúc câu cơ bản, đúng không? Đây của cô này, cấu trúc câu cơ bản. Cấu trúc câu cơ bản của cô là gì nhỉ? À, cô hay nói là S, V và O. À, các em biết là gì không nhỉ? S and verb and object, subject, verb and object, chủ ngữ, động từ và tân ngữ. À, đây là cơ bản thôi, còn đôi khi là những cái câu của mình nó dài, nó phát triển nhiều hơn thì mình sẽ có những cái thành phần như là các cái phần bổ ngữ, phần trạng ngữ, trạng từ, đúng không nhỉ? Đấy, thì cô bây giờ cô chỉ xét như thế này thôi. Thì bất kỳ khi mà các em học các cái thì sau này cũng thế, các em sẽ nhớ dạng động từ cho cô, động từ của nó là gì, và các em ghép vào cấu trúc này cho cô thôi, đúng không nhỉ? Đấy nhá. Đấy thì rồi, thế thì bây giờ vấn đề tiếp theo của cô ở đây, đấy là gì nhỉ? Thì hiện tại đơn thì các em có động từ, đúng không? Cô gọi là động từ ở đây. Thì chúng ta có này, động từ to be, am, is, are, và những cái động từ như là, ví dụ I speak English every day. Ví dụ thế, động từ speak của cô có gọi là động từ to be nữa không? Đấy, thì chúng ta sẽ phân biệt ra cho cô nhá. Hay là I go to work every day. Tôi đi làm mỗi ngày. Đấy, thì động từ go, hay là I go to school, vân vân, rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ cô sẽ có này, các em sẽ chia ra cho cô động từ verb của cô. Cô sẽ có hai dạng, đúng không? Hai dạng đấy là động từ to be và động từ gì các em nhỉ? Động từ thường nhá. Cô gọi là động từ thường. To be thì các em đã biết rất là nhiều rồi, đấy là am, is và are. Đấy, am, is và are. Đấy, thì am, is, are thì cái nghĩa của cô, nghĩa ở đây nó mang nghĩa là gì các em nhỉ? Thì này, là hoặc là ở các em nhá. Đấy, thì là ở, được chưa? Có nghĩa là trong tùy từng câu của cô thì chúng ta sẽ dịch theo nghĩa thì hoặc là hoặc là ở. Ví dụ cô nói là I am in Hanoi. Đấy thì cô không nói là tôi là ở Hà Nội, à tôi là Hà Nội, đúng không? Mà cô phải nói là tôi ở Hà Nội, được chưa? Hay là I am a teacher thì cô không nói là tôi ở giáo viên, đúng không? Đấy, có nghĩa là tùy theo từng câu mà các em sẽ dịch ra cho cô hoặc là thì, hoặc là hoặc là ở. Ok chưa nhở? Còn cái động từ thường của cô, đấy, ví dụ cô vừa nói là động từ speak English, đúng không? Speak. Hay là động từ go, đi này. Hay là động từ ăn uống, đúng không? Cô có động từ eat. Ok, eat. Đấy, vân vân, rất là nhiều. Đấy thì những cái này nó không phải là to be, cô sẽ gọi nó là động từ thường. Và các em nhìn xem hoạt động nói này,
hoạt động đi này, hoạt động ăn uống này. Đấy là chính là động từ thường, chính là những cái động từ chỉ hoạt động các em nhá. Đấy. Có nghĩa là đôi khi là một số bạn sẽ nhìn vào, các bạn ấy nói là mình không thấy cái to be thì mình sẽ xem cái này không phải là to be thì mình xem nó là động từ thường. Nhưng mà sau này các em học cao hơn một chút thì ngoài động từ thường ra chúng ta còn có những cái linking verb, ví dụ như là động từ seem, dường như này, hay là động từ look. Đấy, look nó có hai dạng, một cái là nhìn, look at, đúng không, và một cái là look, có vẻ như nhận thấy, nhìn ra, đúng không, nhìn ra như thế nào đấy, nói về cảm giác đấy, thì chúng ta gọi đó là linking verb. Thì thực ra nó cũng là thuộc vào dạng động từ áp dụng theo nguyên tắc động từ thường thôi các em nhé. Đấy thì sơ bộ khi mà chúng ta tìm hiểu hiện tại đơn thì các em nắm vững cho cô hai cái này trước đã, được chưa nhở? Và khi mà học về một thì này, mình sẽ biết, mình sẽ phải cần phải nắm vững được cái dạng động từ của thì này, từ đấy mình suy ra cấu trúc, đúng không? Tiếp theo là dạng cách dùng, có nghĩa là các cái cách dùng của thì này chúng ta dùng nó để làm gì, tại vì sau này mình sẽ học rất là nhiều thì các em nhé. Đấy, tiếp theo là mình sẽ có, mình nhớ cách dùng nhưng mà đôi khi là khi mà chúng ta làm bài thì chúng ta không nghĩ lại về cách dùng nhiều, đúng không? Chúng ta sẽ dựa vào những cái trạng từ, những cái adverb trong câu để chúng ta chia ở thì tại đơn, được chưa? Đấy thì cô gọi đấy là các cái dấu hiệu nhận biết các em nhé. Rồi bây giờ các em sẽ cùng cô tìm hiểu sang cái phần cấu trúc, đúng không? Cô vừa nhắc lại là khi mà mình học thì là mình sẽ cần phải tìm hiểu, cần phải nắm vững những cái gì này, được chưa nhở? Thì ban nãy cô đã chia động từ của cô, đúng không? Động từ đây cô có hai dạng là to be and verb, ordinary verb, đấy là động từ thường. Đấy thì bây giờ chúng ta học cấu trúc, chúng ta cũng tìm hiểu hai dạng động từ ở hiện tại đơn của hai cái động từ này, verb to be and động từ thường nhá. Đấy, được chưa nhở? Đầu tiên cô có này, động từ to be rất là dễ thôi, chúng ta có am, is, am, này, is, and are. Đấy, thì câu khẳng định của cô sẽ có chủ ngữ, động từ và tân ngữ, đúng không? Thì động từ ở đây của cô chính là cái dạng am, is và are, ok chưa? Đấy thì các em sẽ ghép vào cho cô nhá. Cô có này, hoặc là am, hoặc là is, hoặc là are. Sau đấy là các thành phần phía sau. Có thể là sau am, is, are có thể là một tính từ, có thể là một danh từ, có thể là một cái trạng từ chỉ nơi chốn, vân vân chẳng hạn. Đấy các em nhé. Đấy thì đối với am, is, are thì bây giờ có bạn nào không biết gọi là ghép vào nữa không nhỉ? Ai đi về am đúng không? Còn cô có nhá, cô nhắc lại luôn để một số bạn, các bạn chưa gọi là nhớ luôn, để mình làm bài mình không bị nhầm lẫn nữa, được chưa? Ai chỉ có ai đi với em thôi, còn không có bất cứ cái gì khác, được chưa nhở? Tiếp theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít của cô, he hoặc là she hoặc là it, hoặc là đôi khi chúng ta gọi những cái danh từ số ít của cô, đấy là danh từ số ít nhá, số ít chứ không phải là số nhiều, cũng không phải là danh từ đếm được, được chưa? Danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được thì chúng ta đều chia với hoặc là danh từ không đếm được nhá. Đấy các em nhớ cho cô nhá. Có nghĩa là những cái danh từ không đếm được mình sẽ chia theo số ít, nhớ một điều đấy cho cô. Đấy thì mình sẽ đi với is, và cuối cùng còn lại mấy cái đại từ nhân xưng của cô là you, you, we và they. You, we and they. Và bây giờ trái ngược với số ít sẽ là danh từ số nhiều, thì các em sẽ cho nó đi với are cho cô nhá. Đấy các em có thể lấy ví dụ cho cô nào. Cô nói là cô ấy là một cô tiếp viên hàng không chẳng hạn. Đấy, cô có nào, cô ấy là she đúng không? She thì các em phải đi với is, và để chỉ trước một nghề nghiệp thì các em phải dùng a hoặc an cho cô nhá. Đấy, a gì nhỉ? Tiếp viên hàng không là gì các em? Cô có flight, chuyến bay đúng không? Attendant. Đấy, cái từ động từ attend, đây attendant, attend của cô là tham gia đúng không nhá? Và cái này là người tham gia vào chuyến bay, không phải là phi công mình có pilot rồi. Thì cái này cô gọi là tiếp viên hàng không các em nhắc, mình có thể là suy luận như thế để mình học từ vựng, được chưa? Đấy được rồi, mình đã vừa tìm hiểu xong cái dạng khẳng định của động từ to be. Tiếp theo dạng phủ định, phủ định các em nhớ cho cô một nguyên tắc như sau. Đấy là mình sẽ thêm not vào sau trợ động từ cho cô, ok chưa? Có nghĩa là sau này các em học bất kỳ một cái thì gì, các em sẽ xác định trợ động từ cho cô và mình thêm not vào thôi. Và ở đây động từ, trợ động từ của cô là am, is, are, ok? Hoặc là mình hiểu là cứ thấy có to be thì mình thêm not vào sau to be,
Ok chưa nhở? Đấy, thì ở đây các em sẽ có này, bây giờ cô viết tổng quát luôn. Em gì? Em not. Is not, cô sẽ đọc viết tắt là isn't. Ok. Isn't. And aren't. Aren't. Vân vân vân. Ví dụ bây giờ nói là tôi không phải là một tiếp viên hàng không, cô sẽ nói là I am not a flight attendant. Ok. I am a teacher. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Các em có thể lấy ra một cái ví dụ cho mình. Các em có thể nói là nó không phải là cái to be, nó không phải là nữa, mà nó là ở hay nó là thì đi chẳng hạn, đúng không? Cô ta thì rất xinh đẹp, đúng không? Ví dụ thế. Hay cô ta rất thông minh. Đấy, vân vân. Được rồi. Tiếp theo các em chuyển sang dạng câu nghi vấn. Đã, yes, no question cho cô. À, đã nói yes, no question thì mình phải có cái đáp lại, đúng không? Yes or no, đấy. Thì ở đây này, mình lại cũng nhớ một nguyên tắc cho cô. Đấy là mình sẽ đảo trợ động từ lên đầu câu cho cô nhá. Ở đây cô sẽ có am, is, are. Các em đảo lên đầu câu cho cô thôi. Đấy, cô có này. Đôi khi mình vẫn hỏi lại chính mình, đúng không? Mình sẽ dùng am, I. Ví dụ cô hỏi là có phải tôi là giáo viên hay không? Cô đang thắc mắc, đúng không? Am I a teacher? Ok. Yes, I am. Vân vân, đấy. Em này, is hay là are. Sau đấy của cô sẽ có gì nhỉ? Sẽ có chủ ngữ, được chưa? Mình đảo lên trước chủ ngữ mà. Đấy, cô sẽ có chủ ngữ này. Sau đấy là các thành phần đằng sau cho cô. And ở đây thì các em sẽ có hai dạng trở lại, được chưa? Cô sẽ có này, yes or no, hai dạng trả lời ngắn nhá. Có thể là trong dòng tiếp chẳng hạn các em nói là yes or no, I'm not. Và sau đấy các em nói một cái câu là, ví dụ cô nói là are you a student or are you a doctor? Doctor. Đấy thì cô các bạn nói lại là no, I'm not. I'm a student, được chưa? Đấy thì mình có thể là thêm những cái câu trả lời dài hơn để mình bổ sung thêm thông tin. Nhưng mà ở đây cô chỉ dạy các em cách trả lời ngắn lại thôi nhá. Được chưa nhở? Đấy thì mình luôn có hai dạng, đấy là yes or no. Ok, yes or no. Thì ở đây yes, cô sẽ có này, vẫn áp dụng nguyên tắc cho cô là mình sử dụng chủ ngữ với trợ động từ. Và no thì chủ ngữ với trợ động từ phủ định. Đấy, như thế mình thêm vào thôi. Cô có nào, yes, chủ ngữ cộng với lại những cái to be của cô, đấy là am hoặc là is hoặc là are. Còn no thì ngược lại nào, chủ ngữ cộng với am not. Am not, các em viết tách ra cho cô nhé. Isn't hoặc là aren't. Ok. Đấy. Rồi, ví dụ như cô vừa lấy các cái câu đấy đúng không? Are you a nurse? Are you a pilot? Vân vân, rất là nhiều. Hoặc là bây giờ các em lấy với chủ ngữ của cô là chủ ngữ số ít nhưng mà không phải là các đại từ nhân xưng đi. Cô hỏi là có phải bố bạn là một một kiến trúc sư hay không, đúng không? Cô sẽ nói là à, bố của bạn là gì các em? Your gì? Your dad. Your dad or your father. Đấy thì các em có dùng are nữa không? À, ở đây the dad hoặc the father thì nó là một chủ ngữ số ít của cô rồi. Các em chỉ được phép dùng is your dad a architect? Okay. Architect. Đấy, có phải bố bạn là kiến trúc sư hay không? Yes. Đúng rồi đấy, ông ấy là kiến trúc sư đấy. Yes. Và ở đây mình sẽ dùng một cái đại từ nhân xưng thay thế cho my dad là he, đúng không? Đấy. À, ông ấy, he làm sao? He is. Và ở đây nhá, các bạn chú ý cho cô là cô dạy như thế này thôi, nhưng mà đôi khi mà các bạn làm bài ấy thì cô muốn hỏi các em là khi mà các em đi thi hay là bất kỳ một cái gì chẳng hạn, các em người ta cho chọn đáp án đúng không? Thì câu hỏi của cô là như thế này, cô nghi vấn như thế này. Ví dụ như lát nữa các em sẽ học với động từ thường thì mình sẽ có trợ động từ do hoặc does. Và ở đây sẽ có to be đúng không? Thì cô sẽ có đáp án A là yes, he does. B là yes, he is. C là yes, he isn't. Thì chúng ta sẽ xem cái trợ động từ phía trước của cô là gì. Thì cái đằng này nó cũng tương ứng là như vậy các em nhé. Được chưa nhỉ? Lát nữa cô sẽ có một cái câu ví dụ các em nhé. Đấy, à, được rồi. Rồi, đối với dạng WH questions thì các em chỉ cần thêm các cái đây cô có nhá, WH question. Thì các em thêm các cái từ để hỏi vào cho cô thôi. Ví dụ như là từ what hay là when.
when or how vân vân, rất là nhiều, hay là why. Ví dụ cô muốn hỏi là thời tiết hôm nay như thế nào thì các em nói là what is the weather like, có nghĩa là mình chỉ thêm những cái từ để hỏi này vào đằng trước cái dạng yes no question cho cô thôi, rất là dễ đúng không nhỉ? Đấy, các em chú ý cho cô nhá, cái dạng này thì cái câu trả lời của cô ấy thì các em phải dựa vào cái từ để hỏi để chúng ta trả lời được chưa? Ok. Tiếp theo các em cùng cô tìm hiểu cái cấu trúc của dạng động từ thứ hai của cô là gì nhỉ? Động từ thường các em nhé. Thì động từ thường như ban nãy cô vừa nói là các cái động từ chỉ hoạt động. Ví dụ như là speak, ví dụ như là tell, ví dụ như là go, run, hay là drink, ví dụ drink water chẳng hạn, vân vân. Đấy thì cô có lại động từ thường ấy thì các em nhớ cho cô là mình không có to be vào đâu nhá. Đây à, từ từ bây giờ các em sẽ tìm hiểu cấu trúc cho cô, lát nữa cô sẽ nhắc cho các em những cái lỗi sai mà cô thấy các bạn hay gặp phải để các em tránh nhá. Đấy, đầu tiên là dạng câu khẳng định của cô, đấy là mình cũng có SVO thấy chưa, thì cô có động từ này. Bây giờ động từ của cô không phải là động từ to be nữa mà cô ký hiệu nó là verb luôn, và cô hiểu nó là một dạng động từ thường. Ok, và chủ ngữ ở đây thì chúng ta cũng phân chia ra làm chủ ngữ số ít và chủ ngữ số nhiều. Thì khi mà là chủ ngữ số ít thì động từ của mình không giữ nguyên nữa mà các em sẽ thêm s hoặc là es vào cho cô này, được chưa? Đấy thì cái cách thêm s và es thì lát nữa cô sẽ nhắc qua lại cho các em nhé. Có thể là các bạn đã biết rồi đúng không? Đấy, sau đấy sẽ là object cho cô này, object vân vân. Đấy, được chưa? Tiếp theo nào, dạng câu phủ định thì ở đây các em nhớ cho cô là mình phải có chọn động từ đúng không? À, có chọn động từ, và động từ chọn động từ của mình không phải là to be nữa mà bây giờ các em sẽ dùng chọn động từ don't hoặc là doesn't cho cô. Cô có này, chủ ngữ cộng với lại don't hoặc là doesn't. Và cái don't và doesn't này thì nó cũng tương tự như là khi mà các em giữ nguyên động từ và thêm s hoặc es, có nghĩa là chủ ngữ số nhiều thì các em sẽ đi về don't. Are you with they hoặc là danh từ số nhiều. Còn khi mà là chủ ngữ số ít, ví dụ như là he, she, it hoặc là danh từ số ít thì các em sẽ đi với chọn động từ doesn't cho cô. Chọn động từ này là chọn động từ phủ định các em nhé. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nào, cô có động từ verb. À, verb ở đây các em giữ nguyên cho cô. Tại vì mình đã chia, ví dụ như chủ ngữ số ít thì mình đã chia ở doesn't rồi. Thì bây giờ bắt buộc là cái verb này của cô, các em phải lôi về cái dạng nguyên thể cho cô nhé. Cô gọi là verb bear, dạng nguyên thể này. Đấy, an object. Ok, rồi. Tiếp theo dạng dạng nghi vấn của cô nhá. Mình đi nhanh lên, được chưa? Nghi vấn thì như ban nãy cô vừa nói là mình sẽ đảo trợ động từ lên. Và bây giờ trợ động từ của cô nó đang ở phủ định thì chúng ta sẽ nhặt lấy cái trợ động từ ở dạng khẳng định cho cô. Mình chỉ dùng là do hoặc là does cộng với lại chủ ngữ cho cô nào. Và sau đấy các em cũng cộng với động từ nguyên thể chứ chúng ta không thêm s, es nữa, được chưa? Động từ nguyên thể này, verb bear, cô ký hiệu verb bear. Ok. Đấy. Và đáp lại cho cô, đáp lại thì khi mình nói có hoặc là không đúng không? Đấy, mình trả lời lại tùy theo từng ngữ cảnh. Thì các em sẽ có yes, chủ ngữ cộng với chọn động từ nào? Chọn động từ ở dạng khẳng định là do or does. Và no thì ngược lại, cô có chủ ngữ cộng với lại don't hoặc là doesn't. Học từ nãy đến giờ thì chắc là các bạn có thể là biết hết rồi đúng không? Được chưa nhỉ? Nhưng mà có bạn nào có cái lỗi sai như sau cho cô không nhỉ? Ví dụ nhá, ví dụ cô đưa cho bài tập cho các bạn làm, các bạn thông thường ấy, các em chắc là cũng đã tiếp cận với hiện tại tiếp diễn rồi. Đấy thì cô sẽ có hiện tại tiếp diễn của cô là có to be cộng với verb in đúng không? Cái này ngoài lề các em nhé, cô chỉ ra lỗi sai. Đấy, bây giờ cô sẽ có nhé. Thì hiện tại tiếp diễn thì các em đã được học rồi đúng không? Cô sẽ nhắc ra một chút để chúng ta có những cái gọi là tìm ra xem là cái lỗi mà các bạn hay gặp là gì và các em có hay gặp cái lỗi đấy không để chúng ta tránh nhá. Đấy thì hiện tại tiếp diễn của cô sẽ có dạng động từ là be cộng với verb in, được chưa? Còn thì hiện tại đơn của cô chỉ có, nếu động từ thường thì cô chỉ có verb s hoặc es thôi. Nhưng mà một số bạn khi mà các bạn ấy làm bài tập ấy, các bạn sẽ nói là be and verb, verb bear luôn chứ không có s hoặc là chứ không có in đâu, thì như thế là sai rồi. Và các em nhớ một cái điều quan trọng cho cô, đấy là động từ to be và động từ verb, động từ thường mà dạng gốc của nó ấy, nó không bao giờ nó đứng cạnh nhau cả nhá. Mình hiểu là giống như kiểu là nó rất là kỵ nhau, nó không bao giờ đứng cạnh nhau, nó chỉ có dạng là verb in khi mà chúng ta thành lập thì hiện tại tiếp diễn, hoặc là sau này các em dùng trong câu bị động ấy thì chúng ta sẽ có be cộng với lại verb ed or
P2. Ok. Đấy, à các bạn nào đã tìm hiểu bị động rồi các em hiểu rồi đúng không? Đấy, nhá. Nhớ cho cô. Được chưa nhở? Ừ, ví dụ như cô có này, cô có một cái câu như sau, các bạn ấy chia như thế này của cô này. She go, câu rất là đơn giản nhá. Go to bed at 10 p.m. À, cô ta đi ngủ lúc 10 giờ tối, 10 giờ đêm đi. Thì ở đây, một số bạn, các bạn ấy chia của cô là như thế này. She is go, no, đúng không? Thì này của cô là ở hiện tại đơn. Thì các em chỉ việc chia là động từ go. Và she là ngôi số ít. Thì các em thêm girls, E-S, và cho cô là girls. She goes to bed at 10 p.m. Ok, à, đấy, đấy là một lỗi nhá. Hoặc là gì nữa nhở? Hoặc là đôi khi, à đôi khi được rồi. Có nghĩa là sau này các em học thì gì nữa, ví dụ học rất là nhiều thì mà khi chia động từ các bạn ấy chỉ dùng cho cô có verb in thôi cũng là bị sai đúng không? Đấy, ví dụ nhá, dùng verb in cũng là bị sai, được chưa? Đây, hai trường hợp này đều là, à cái này thì đúng này, nhưng mà cái này thì sai nhá. Đấy, hai verb in và be, verb bear đều là sai. Tại vì sao? Tại vì cái hiện tại tiếp diễn của mình phải có be đằng trước thì nó mới đúng. Nếu như mình verb in là nó bị sai rồi các em nhá. Hoặc là ở đây một bạn khác, bạn ấy chia của cô là she going to bed at 10 p.m. thì nó cũng là sai rồi các em nhá. Đấy, chúng ta không bao giờ có dạng này. Được chưa? Mà các bạn chia là she is going cũng sai, tại vì đấy là hiện tại diễn, nó không phải hiện tại đơn. Được chưa? Đấy là những cái lỗi các em nhá. Đấy, cái lỗi. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai nhỏ, à phần thứ ok, phần thứ hai hai nhỏ cho cô, hai lớn cho cô. Đấy là tìm hiểu xem cái thì hiện tại đơn của cô nó dùng để làm gì. Đấy, thì các em chú ý này, các em bây giờ cô có này, hiện tại đúng không? Mình hay nói là I go to school hay I go to work every day, mỗi ngày đúng không? Đấy, thì những cái hành động gì của cô mà nó hay xảy ra, để mình hiểu như thế đó cô nhé. Không, mình nói là hay xảy ra hay là mình hiểu là những cái hành động thường xuyên lặp đi lặp lại đấy, lúc nào cũng lặp đi lặp lại, lặp lại theo ngày, lặp lại theo giờ, hoặc là có thể lặp lại theo tuần chẳng hạn, hoặc là mình hiểu đấy là những cái thói quen của cô nhá. Đấy, các em nhớ cho cô thì mình sẽ dùng cái hiện tại đơn để các em diễn đạt, được chưa? Đấy, cô có nhá. Đây thì hiện tại đơn này, hiện tại đơn của cô này sẽ diễn tả những cái gì đấy, diễn tả đầu tiên của cô đấy là hành động lặp đi lặp lại, thường xuyên lặp đi lặp lại ở hiện tại. Cô viết tắt nhé, hành động thường xuyên lặp đi lặp lại ở hiện tại các em nhé. Nhớ cho cô là ở hiện tại chứ không nói ở quá khứ đâu nhé. Quá khứ thì nó lại chuyển về quá khứ đơn mất rồi, được chưa nhở? Đấy, hoặc là mình gọi là thói quen đi. Thói quen giống như kiểu là cái thói quen hàng ngày của các em làm gì, luôn đi học này, hay là luôn dậy vào lúc 6 giờ sáng này, hay là luôn đánh răng hàng ngày đúng không, vân vân. Đấy, các em có thể lấy ví dụ cho cô nhé. Mình thường hay gặp những cái dấu hiệu như là every day, every week, vân vân. Hoặc là các cái trạng từ tần suất như là always, luôn luôn. Đấy, thì bây giờ cô có này, she, cô có là always, cô ta luôn luôn đi ngủ muộn đi, đúng không? À, cô có là stay, cũng đi ngủ muộn, thức khuya đấy. Stay up late, cô ta luôn đi ngủ muộn. Đấy nhá, để chú ý cho cô, được chưa nhở? Rồi, mình sẽ có một số cách sử dụng nữa. Bây giờ các em nói này, cô có một câu như sau. Cô nói là water boils at 100 centigrades. Ok, được chưa? Đấy, nước sôi ở 100 độ, hoặc là the sun rises in the east, mặt trời mọc ở đằng đông. Thì những cái đấy cô gọi là những cái gì để các em nhỉ? Mình hay nói là những cái hiện tượng tự nhiên, hay là những cái hiện tượng vật lý, hay là những cái sự thật gọi là hiển nhiên, luôn luôn đúng các em nhé. Đấy, thì chúng ta luôn luôn chia nó ở thì hiện tại đơn cho cô. Đấy, cô có này, những cái diễn tả những cái chân lý, được chưa? Chân lý này, hay là sự thật, sự thật hiển nhiên các em nhé, sự thật hiển nhiên và mình hiểu nó là luôn luôn đúng, được chưa? Ví dụ cô vừa nói xong, đấy là cái mặt trời của cô đấy, mặt trời này, mặt trời của chúng ta đúng không? The sun rises
rise in the east. Đây mình chia ở hiện tại đơn rồi. Nhưng mà các em phải xét cả cái chủ ngữ cho cô. The sun nó là số ít hay số nhiều các em nhờ? Nó chỉ có một mặt trời thôi. The sun. Thì số ít thì bắt buộc các em phải thêm s vào động từ cho cô. The sun rise in the east. Okay, in the east. Đấy, hoặc là những cái con cá thì nó sống ở đâu? Fish live in water. Cá sống dưới nước này. Sự thật luôn luôn đúng rồi đúng không? Được chưa nhỉ? Đấy. Tiếp theo các em nhé, các em có thể dùng hiện tại đơn của cô để diễn tả những cái các em thường hay thấy những cái lịch trình giờ của máy bay này, giờ xuất phát, giờ khởi hành hay là hạ cánh này đúng không? Giờ khởi hành này, hoặc là cái tàu hỏa hay là xe buýt đúng không? Mình có giờ xuất phát và giờ gọi là giờ rời bến hoặc là cập bến đấy đúng không? Hoặc là những về nói về cái lịch chiếu phim đúng không? Các em đi xem phim đúng không? Chúng ta sẽ có này những cái giờ chiếu phim của chúng ta chia ra làm khung giờ đấy. Thì những cái đấy, tất cả những cái đấy các em sẽ dùng ở hiện tại đơn cho cô nhá. Hoặc là khi mình nói về thời gian biểu, thời khóa biểu, thời gian biểu, những cái các em lập lên cái kế hoạch là giờ, những cái giờ hàng ngày chúng ta làm gì này, hoặc là thời khóa biểu là các cái môn học mình có vào hôm nào đấy, thì chúng ta cũng chia nó hiện tại đơn, tất cả hiện tại đơn cho cô nhé. Đây cô có này, những cái thời gian, diễn tả những cái thời gian biểu này hay là thời khóa biểu các em nhé. Hay là lịch trình của tàu xe. Đấy, lịch trình đi đến này, tàu xe, máy bay, vân vân. Hay là lịch chiếu phim đúng không? Đấy, mình có thể linh hoạt nhé. Đấy, các em chú ý cho cô, mình nói về thời khóa biểu đi. Cô sẽ nói là I have, tôi có môn môn toán đi. I have maths. I have maths. Maths on Mondays. Tôi có môn toán vào các ngày thứ hai. Đây, thì Mondays cô sẽ thêm s. S là sao? Mondays. Được chưa? Đấy thì các em chú ý cho cô nhá. Mình có cái điều quan trọng của cô là hành động, cái gọi là cái cách dùng cơ bản nhất của cô là hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại. Tiếp theo là gì? Chân lý sự thật hiển nhiên đúng không? Tiếp theo là thời gian biểu, thời khóa biểu, lịch trình tàu xe. Rất là dễ nhớ thôi các em nhá. Đấy, chú ý cho cô về cách dùng. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp theo các em chuyển sang phần thứ 3 cho cô. Như ban nãy cô đã nhắc là mình sẽ phải kết hợp học cách dùng này, cấu trúc này. Và đôi khi là các em sẽ phải biết được các cái dấu hiệu, hay là mình còn gọi là các cái trạng từ mà xuất hiện. Khi mà các em nhìn vào những cái trạng từ đấy thì các em sẽ biết được câu của các em cần nói, hay là mình chia động từ ở hiện tại đơn các em nhé. Đấy thì đầu tiên cô sẽ có này, các cái trạng từ chỉ về cái mà thói quen đúng không? Những cái hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ cô nói là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, vân vân. Thì cô sẽ có cụm gì các em nhỉ? Every day. Ok, every day. Được chưa? À các bạn không viết liền đâu nhé. À đây là mỗi ngày, còn cái every day, ví dụ như cô viết như này, viết liền nó lại là một tính từ rồi. Hàng ngày, mỗi ngày, vẫn là hàng ngày ấy, hiểu không nhỉ? Đấy, nhưng mà đây là một cái cụm mà gọi là trạng từ của cô. Hoặc là các em muốn nói là mỗi tuần đi, every week. Mỗi tháng, every month. Ok. Or every year. Vân vân. Hoặc các em có thể nói là mỗi thứ hai, thì các em thay cái những cái từ này bằng từ every Monday. Được chưa? Đấy, chú ý cho cô nhá. Tiếp theo là mình, ví dụ mình nhớ lại cách dùng cho cô là nói về những cái thời gian biểu hay là thời khóa biểu đúng không? Thì thời khóa biểu thì mình hay nói là vào thứ. Đấy thì các em trước thứ ngày các em sẽ dùng là on. Ví dụ on Mondays. Vào ngày thứ hai hoặc là vào các ngày thứ hai thì các em thêm s vào đằng sau cho cô, có nghĩa là mình hiểu là nhiều ngày thứ hai đấy. Ok chưa? Vân vân, rất là nhiều. Tiếp theo, các em nhớ cho cô lại các cái cụm như là in the morning. Được chưa nhỉ? In the morning, in the afternoon, or evening, vân vân. Đấy, các cái cụm chỉ về buổi trong ngày.
Ok, và một điều rất quan trọng đấy là gì các em? Cô có các cái trạng từ, cô gọi là các trạng từ chỉ tần suất, frequency, ok, adverb of frequency. Ví dụ như là always, ban nãy cô có một cái ví dụ always, luôn luôn đúng không? Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các trạng từ tần suất như sau. À, và nhớ cho cô nhé, trạng từ tần suất các bạn có hiểu nó là cái gì không nhỉ? Ví dụ cô nói là luôn luôn đi, thì nó chỉ cái gì đấy nhỉ? Ví dụ mình nói là chỉ cái hành động đấy có xảy ra thường xuyên hay không, xảy ra luôn luôn hay là ít khi hiếm khi xảy ra hay không bao giờ xảy ra, vân vân nhá. Đấy thì cô sẽ nhắc lại một chút về cái kiến thức trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ tần suất thì vị trí của nó là sẽ đứng trước động từ thường các em nhá. Đây, vị trí đứng trước động từ thường. Đứng trước động từ thường là các cái động từ chỉ hành động của cô ban nãy đấy. Cô có là ví dụ cô nói là cô ta thường, ban nãy cô có một câu là cô ta thường đi thức, thường thức khuya, luôn luôn thức khuya đấy. Thì cái động từ stay up late của cô là động từ đấy, cụm động từ thì các em sẽ đặt cái always trước stay chứ không đặt đằng sau, nhớ chưa? Đấy, còn đối với động từ to be thì nó lại đứng sau to be, đứng sau verb to be. Đấy, mình chỉ có dạng là is always. Đây cô lấy ví dụ một cái thôi nhá. Đấy, một câu thôi, một chút thôi. Đấy thì các em không nói là always is giống như kiểu là always stay up late, mà các em chỉ nói là is always, hiểu chưa nhở? Đấy, chú ý cho cô. Thì bây giờ mình quay lại xem là trạng từ tần suất của cô sẽ bao gồm những cái gì. Cô có này, các em chú ý cho cô, always. Đấy, gì nữa? Usually, đúng không? Usually, thường thường này, always, luôn luôn này, hay là often, thường xuyên này. Thường xuyên, ngoài ra, ngoài cái từ often, cô sẽ có những cái từ ví dụ như là frequently, đúng không? Thường xuyên hay là luôn luôn đấy. À, cô có này, từ frequently. Frequently, cô viết xong đây tiếp nhé. Tiếp theo, trạng từ tần suất của cô còn có ví dụ như là từ regularly. Các cái trạng từ đúng không? Hay là mình gọi là trạng từ đấy. Đấy, hoặc là thỉnh thoảng, thi thoảng xảy ra thôi. Ví dụ một tuần, nó không phải xảy ra cả tuần mà nó chỉ xảy ra tầm 3 ngày thôi. Mình nói là thỉnh thoảng, đúng không? Thi thoảng. Cô có từ sometimes. Sometimes và nó sẽ bằng cái từ gì các em? Occasionally. Nó cũng là cái gì nhỉ? Thỉnh thoảng. Đây cô nêu ra rất là nhiều nhá. Đôi khi là mình học, mình chỉ học cái always, usually, often, sometime hay là ever, never, mấy cái đấy thôi. Tiếp theo này cô có ít khi, hiếm khi, cô có này rarely, rarely bằng seldom, bằng gì nữa nhở? Hardly ever, ít khi, hiếm khi nhá. Hiếm khi này, cái từ hardly này của cô là hiếm khi xảy ra này, hiếm khi này. Đấy, cái này là ít khi, hiếm khi. Thấy chưa? Còn gì nữa các em nhỉ? Mình có từ never, never. Hết trạng từ tần suất chưa? Often, sometime, regularly, seldom, rarely, hardly, never, ever, ever nữa đúng không? Đã từng đấy. Thì ngoài những cái trạng từ tần suất này ra thì các em nhớ cho cô, đây là những cái trạng từ tần suất không xác định nhá, mình chỉ nói là luôn luôn thôi, mình không biết là xảy ra bao nhiêu lần một ngày hay là bao nhiêu lần một tuần cả. Rồi tiếp theo cô có những cái trạng từ tần suất xác định, ví dụ cô có này, một lần một tuần đi, cô có các cái cụm như một lần một ngày hay là một lần một tuần, một lần một tháng, vân vân nhá. Cô có từ once, các em viết liền vào cho cô, một lần này, ví dụ once a day, một lần một ngày, hoặc là once a week, vân vân. Đấy, chú ý nhá. Được chưa? Và nhớ là phải có on đằng trước các em nhá. Đấy, mình phải nắm vững cái này cho cô. Tiếp theo nào, hai lần. Hôm nay cô nêu rất nhiều đúng không? Chú ý nhá. Twice a day, hai lần một ngày này. Hay là từ ba lần trở lên thì mình sẽ dùng số đếm vào từ times, lần đúng không? Này cô có này. Three times a day, a day. Đấy. Hoặc là four times a day hay là a week, vân vân, ra là nhiều. Ok chưa? Rồi, tóm lại là cái bài hiện tại đơn của mình là mình sẽ đã vừa tìm hiểu về cấu trúc này, về các cái dạng động từ, về cách dùng quan trọng đúng không? Và các cái dấu hiệu nhận biết cho cô, và dấu hiệu nhận biết hôm nay cô đưa ra rất là nhiều. Các em chú ý cho cô nhá, để chúng ta có thể là linh hoạt trong cái việc sử dụng hiện tại đơn. Tại vì hiện tại đơn mình sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày đúng không? Đấy, không chỉ sử dụng trong giao tiếp hay là các em làm các cái bài kiểm tra nữa. Và
Cô sẽ dưới cái video này thì cô sẽ gửi cái file bài tập về hiện tại đơn cho các em để các em luyện tập các em nhé, các em đáp án luôn và giải thích luôn để cho các em củng cố lại cái kiến thức. Mặc dù là hiện tại đơn là chúng ta tiếp cận rất là nhiều rồi, nhưng mà cô hy vọng là các em sẽ gọi là mình nắm vững lại cái bài học này và làm thật là tốt cho cô để mình không bị nhầm lẫn nữa. Ok, thank you for watching.